đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh. Trong đó, ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học trực tiếp trở lại. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua 22 tháng 10. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao sự chủ động và đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt lưu ý việc kiểm soát, quản lý các trường hợp về từ vùng có dịch, các quận huyện sớm xây dựng phương án tổ chức trạm y tế lưu động. Tổ chức các cái nội dung liên quan đến công tác tập huấn đào tạo của cái trạm y tế lưu động để chúng ta có thể sẵn sàng ứng phó với khi mà cái tình huống dịch với cái số ca mắc mà tăng theo cái đề xuất về quy mô của Sở Y tế về cái kế hoạch thích ứng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế và ngành giáo dục phối hợp để chuẩn bị các điều kiện sớm tổ chức tiêm chủng cho học sinh. Từ ngày 1 tháng 11, thành phố sẽ cho khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại. Đến ngày 8 tháng 11, tất cả các khối học còn lại sẽ đi học trở lại. Vì vậy, các quận huyện hỗ trợ ngành giáo dục các điều kiện để việc đi học trở lại thuận lợi. Cái kế hoạch đi học của ngành giáo dục thì đề nghị là chuẩn bị đầy đủ các cái phương án, đầy đủ tất cả các cái nội dung và theo cái hướng dẫn của Bộ Giáo dục cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế lưu ý việc quản lý và xét nghiệm theo quy định đối với lực lượng tham gia hỗ trợ các đoàn người về từ các tỉnh phía Nam đi qua thành phố. Công an thành phố phối hợp các ngành để thống nhất phương án kiểm soát các trường hợp đi xe máy về từ các tỉnh phía Nam. Các địa phương kiểm tra việc quét mã QR code tại các cơ sở buôn bán kinh doanh.